rồi quay qua lên bài 54 trên Vin mà dần chân thì phục nay bô phiêu này móc khoáng hay móc ù các bạn. Mình sang bông mai thái thì qua đây nhìn rõ hơn. Mình sang bông mai thái dần chân thì nói chung nhìn thích hình thức bề ngoài thì cũng kiển thôi, hình thức bề ngoài thì kiển nhẹ tiếng máy nè bạn, vẫn đầy đồ nha bạn. Ok, S135 là bao ăn S135 nha bạn, zin nha, S zin thôi chứ S độ là không ăn nổi đâu. Rồi xong một con quay alpha lên quay thái 110 xanh ngọc đen bài 54 tua chào bạn.